Alo, chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn là cái bảng tính, mô hình và tính toán bảng quá độ. Đây, bảng quá độ theo tiêu chuẩn 11823/2017 thì hôm nay chúng ta có cái quyết định, cũng có cái quyết định về 3095 Bộ Giao thông Vận tải năm 2017 vào ngày 7/10/2013 thì cũng nói về cái giải pháp kỹ thuật đối với đoạn đường chuyển tiếp giữa đường và cầu cống trên đường tô. Thì đây là các tiêu chuẩn, vào đây thì nghĩa vào đây thì cũng có nói về bảng quá độ, yêu cầu bảng quá độ đây. Độ dốc khoảng 4 đến 10 và sâu khoảng 70 cm để đảm bảo êm thuận. Tiếp chuyển tiếp dần độ cứng và có độ là bố trí để chuyển tiếp dần độ cứng. Đường vào cầu cống hộp chạy êm thuận đoạn chuyển tiếp. Đây thì tiêu chuẩn thì các hệ số và tải trọng xe thì tuân theo tiêu chuẩn 2022/2005. Thế nhưng mà bây giờ tiêu chuẩn cầu mới thì là 11823/2017. Đây, bây giờ chúng ta tuân theo 11823/2017. Thì đây chiều dài bạn có độ đảm bảo chạy êm thuận khi xảy ra đổi lối dốc dọc do lún đất sau nước mố. Chiều dài bằng quá độ tham khảo số liệu là thì với loại cầu nhỏ, cầu trung, cầu lớn thì bạn có độ khác nhau. Cầu nhỏ thì chiều dài bằng quá độ sẽ lớn hơn bằng 5 m, cầu trung thì từ 6 đến 8 m và cầu lớn thì 8 đến 12 m. Chiều dài của bạn quá độ thì theo điều kiện động lực của bạn, nhưng mà không nhỏ hơn L/20. Chiều dài của bạn có độ chia 20 hoặc 330 cm. Tiếp theo thì sẽ bố trí 2 lớp lớp dưới lớp trên theo yêu cầu tính toán chịu lực. Thì đây khi phải được bố trí gối chắc chắn một đầu lên đường trên tường đỉnh bố, đầu kia phải được kê lên một cái nền hoặc gối đàn hồi được gia cố chắc chắn. Thì phía đầu này thì sẽ kê lên bố, đầu này sẽ kê lên một cái nền gia cố hoặc bằng bê tông hoặc nền gia cố đàn hồi được gia cố chắc chắn này. Thì đây là có thể gia cố bằng bê tông. Khi cần thiết thì có thể tăng cường cọc của dưới gối kê này, nếu đất yếu quá thì sẽ phải tăng cường cọc. Chiều dài bạn có độ quá lớn thì có thể chia mỗi đoạn có chiều dài là 4 đến 8 m, đặt liên tiếp này. Chiều dài quá lớn chia thành từng đoạn này. Nhưng mà thông thường cầu của chúng ta thì đây từ 5 m đến 12 m thì cầu đó có. Cầu nhỏ thì 5 m, lớn hơn bằng 5 m, cầu trung 6 đến 8 m thì chúng ta không còn chia. Ở đây là 4 đến 8 m này. Thì đối với 8 đến 12 m thì cũng có thể là nếu rất yếu quá thì sẽ chia 2 đoạn. Nếu yếu với cầu lớn này 12 m với 12 L, bạn có độ bằng 12 m chúng ta chia thành 2 đoạn, 4 đoạn 66 chẳng hạn. Đối với cầu trung, cầu nhỏ thì ok. Cầu lớn với chiều dài 8 m bằng có độ 8 m thì chúng ta cũng tùy lớp đất ở dưới, độ chặt của lớp đất ở dưới mà chúng ta có thể kê và không cần kê thành 2 đoạn này. Đây, các gối do gia cường móng có độ cứng trong đốn đã được phù hợp. Thì đây các bạn thấy cái gối kê này thì đối với cái đoạn gần mố này thì nó sẽ kê cọc rất dài, và đây thì càng xa mố thì cọc càng ngắn đi. và càng sang bố nữa thì nó không cần gọc nữa, bởi vì yêu cầu gần bố này thì độ lún ở vườn bố thì nó sẽ nhỏ nhất, và ra dần ngoài đường thông thường bên này thì độ lún sẽ tăng dần. Đây là đường độ lún ở đây thì nó rất nhỏ. Đấy, đường lún theo cái đường cong này rất nhỏ, xong ra đây thì ngoài đường bên ngoài thì đường lún nó là tăng dần. Thì nói về đường lún thì đây là cũng có thông số về độ bằng phẳng. Độ bằng phẳng này, cái này thì tương đương với độ lún này. Đường cong này, đường lún từ bố ra với đường ngoài đường này, S này độ dốc của cái đường lún này. Đây là chuyển tiếp từ đoạn L1 là đoạn gần bố, và đoạn 2 là đoạn đến đoạn thông đường, từ đoạn gần bố đến đường thông thường. Thì đấy là nói về bảng quá độ, và ở đây thì cũng có một cái đoạn nó chuyển tiếp cũng nói về đoạn quá độ, đó là bảng quá độ, đó là đây có thể nói giải pháp hiện tượng lún này. Đây là giải pháp bơm vữa này. Đây là bảng quá độ, và dưới bảng quá độ có lỗ rỗng thì họ sẽ bơm vữa vào lỗ rỗng để đảm bảo bảng quá độ được kê nền. Rồi bơm vữa hoặc giải pháp bù lún. Thì đây trong phục lục tính toán thì có thể tiêu chuẩn có nêu ra cái sơ đồ tính toán. Sơ đồ tính toán thì đây các cải trọng tiêu chuẩn cũ như là 2016 hay là 20. Thì sơ đồ tính toán bạn có đủ một đầu là gối chốt lên vai kê từ đỉnh bố tương đương với quy định, đầu kia được đặt lên trực tiếp vào nền đường như nền đàn hồi, nhằm đảm bảo cái toán hợp lý phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của bản đồ. Thực tế của bản quá độ thì sẽ cách mô hình một là độ lún một đường nhỏ thì xem quá độ như là nền giảm bên nền đàn hồi, một đầu là gối cứng cố định. Đây, trường hợp một ở đây gối cố định, và đây đoạn còn lại là gối đàn hồi. Cái nền đàn hồi đắt từ gối đàn hồi. Mô hình thứ hai là khi độ lún nền đường lớn hơn hoặc đất đắp bị mất hạt và quá độ không còn tiếp xúc hoàn toàn với nền nữa thì chiều dày bảng quá độ quá mỏng sẽ bị uốn võng xuống và tì lên thất phần đoạn sát với gối, sát với phần gối đoạn đường. Phần gối đoạn này thường được giả định bằng 1/3 chiều dài bảng quá độ. Đây, phần gối từ giờ độ này sẽ 1/3 chiều dài bảng quá độ, chiều dài tính toán bảng quá độ. Vậy có thể tính toán quá độ với dầm giản đơn. Trên chiều dài 2/3 chiều dài bảng quá độ với một đầu gối cố định, còn đầu kia là gối đàn hồi. Đây thì 2/3 là dầm giản đơn đây, còn đây là gối đàn hồi, 1/3 khoảng này là gối đàn hồi. Thì đấy đối với trường hợp nền đường có độ lún lớn hơn và đất đắp dưới bảng bị mất hạt, quá độ không còn hoàn toàn tiếp xúc với đất nền nữa. Trường hợp thứ ba khi độ lún nền đường lớn, khi đỏ bảng quá độ thì có thể được mô hình tính toán với dầm giản đơn. Hai gối tự hai đầu, chỉ vì cầu gối mềm có thể bỏ qua như trường hợp gối này. Gối mềm có thể bỏ qua vì tải trọng xác định tính cần xem xét và hoạt tải trong thời gian ngắn chắc ngắn hạn. Thì đối với trường hợp 3 thì độ lún nền đường quá lớn thì coi như là không có nền đất ở dưới, không có coi như là không có cái phản lực đàn hồi của nền đất ở dưới bảng quá độ nữa, và xem nó như là cái dầm giản đơn. Đầu này là kê trên cái nền giá cố, đầu này là kê trên bố này, tính như là dầm giản đơn. Thì cũng bảo là ở đây cũng bảo là trường hợp 1 thì là trạng thái làm việc bất lợi nhất xảy ra với bảng quá độ có chiều dài bé hơn 6. Thì khi chiều dài bé hơn 6 thì chúng ta sẽ tính toán theo trường hợp 1 là ok. Thì đây là trường hợp khi mà L bé hơn 6 thì mô hình tính toán trường hợp 1 đó là hợp lý và thiết kế cứ khâu phụ trợ công trình cầu. Thì đối với trường hợp khác thì khi bạn có độ lớn hơn bằng lớn bằng 6 thì cần phải xem xét để có thể chọn mô hình tính toán là 2 hoặc 3. Lựa chọn mô hình tính 2 hoặc 3 vừa đảm bảo kết cấu hợp lý vừa đảm bảo kinh tế. Thì lớn hơn bằng 6 thì mình chọn trường hợp 2 hoặc 3. Trường hợp 3 là trường hợp quá nguy hiểm rồi, trường hợp gọi là không có phản lực đất dưới này thì coi như đất dưới này bị mất hết cái vùng này, có đất cái vùng này nó bị lõ bị mất hết rồi, thì nó trường hợp đấy thì gọi là đất quá yếu. Thì đối với đấy trường hợp này bất lợi nhất, đối với trường hợp bất lợi nhất thì chọn trường hợp này, còn trường hợp 2 thì trường hợp cũng khá bất lợi này. Thì thông thường chúng ta sẽ chọn trường hợp 1 hoặc trường hợp 2. Trường hợp 3 là trường hợp đất quá yếu. Nói chung để tính toán về độ an toàn chúng ta cần xem xét mức độ và đất đất ở dưới và quá độ. Thì đấy là lý thuyết. Còn đây thì chúng ta sẽ tính toán bằng Excel. Tính toán lại cái bản đồ theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ 118/2017. Thì đây thì mình đã mô hình trước một cái bản quá độ. Đây có bản vẽ bản quá độ. Đây có bản vẽ bản quá độ. Thì trong cái kết đã mở chúng ta đi qua cái bản quá độ, đây có một cái bản quá độ và chúng ta sẽ nhập các kích thước thế này. Chiều dài bản quá độ là L đây, L 5m đây. Chiều cao bản quá độ, chiều cao bản quá độ là từ đây đến đây. Đây kích thước này không 3m đây. Từ đây ra đây, từ đây đây. Và chiều rộng bản quá độ. Chiều rộng bản quá độ thì chúng ta sẽ có kết quá độ thì chúng ta sẽ mồi kép, chúng ta sẽ lướt qua số làn đường xe chạy thì đây có chọn từ 5 đến 12 này, đây chọn lớn hơn hoặc bằng lớn trên 20 và 0,3 này, thì lớn trên 20 tức là bằng 5/20. Đấy, chọn lớn hơn 0,5 hoặc 0,3 thì đây chọn 0,3, và số lần đường sẽ chạy thì một mình rộng làn theo 3,5 hoặc 3 mét này. Đối với đường miền núi thì nó là 3 mét, còn đường cấp thấp thì 3 mét này. Còn đường đồng bằng và đường bình thường cấp khá cao thì nó 3,5 mét này. Số làn đường sẽ chạy thì 3 là đây là 9 về rộng 9 thì 3 là 9 phần 3 là chiều cao đoạn ok lên nền đá cố thì đây đoạn ok nền cố đoạn này từ đây đây tổng cao là 0,3 cộng với 200 nữa, không có 0,2 nữa, 0,5. Chiều rộng đoạn kia lên nền đá cố, chiều rộng đoạn kia lên nền đá cố đây 0,3, đoạn từ đây đây 0,3. Chiều dài đoạn vát song song sẽ chạy đây là đoạn này 200 từ đây đây song song sẽ chạy là này vát nghiêng và đây là chiếu hình chiếu 200 0,2. Chiều dài đoạn vát đây chiều cao đoạn vát, đây là chiều cao đoạn vát thì đoạn này sẽ bằng cái đây cũng tính từ đây trừ đây thôi, cái này trừ chiều cao đây bỏ qua. Chiều dài đoạn kia lên mố, đây đoạn kia lên mố là từ đoạn này, chiều dài đoạn kia lên của mố, đấy đoạn kia lên của mố là đoạn này từ đây đến đây này, từ đây này của mố này. Đây thì chúng ta đây chiều dài đoạn kia lên của mố là đoạn này, kia lên của mố tức là cái đoạn này Cây lên cuồng bố là không phải qua. Đây là D50. Cây lên cuồng bố là 0,3. Cây lên cuồng bố không phải qua khoảng hở khe bố. Đây khoảng hở. Theo bố là khoảng hở này, từ đây đến đây, khoảng hở đây, từ đây đến đây, thông số đây là 20, từ đây đến đây, đấy. Ồ, là 0,02 và độ dốc của bạn có đụng đây là 10%, đây là 10%, thì nó tính được món thông số nó tính cao này. A này. Đây. Sơ đồ tính toán, đây là sơ đồ tính toán. Sơ đồ tính toán thì đây có lời khuyên chúng ta này, đứa bé hơn bằng 6 thì chọn trường hợp 1 và lớn hơn 6 thì chọn trường hợp 2 qua này. Đây có lời khuyên chúng ta thì chúng ta sẽ cho kích. Chọn vào đây thì chọn trường hợp 1. Nếu ở đây nó chỉ trường hợp 2 hoặc 3 thì chúng ta sẽ chọn trường hợp 3 2 hoặc 3. Tùy với điều kiện làm việc của cái nền đất từ dưới có độ. Thì có trường hợp này là bất lợi nhất, trường hợp 3 là bất lợi nhất, trường hợp 2 là trường hợp bất lợi thứ hai, trường hợp 1 đối với trường hợp làm việc bình thường. Khi ta sẽ nhập các lớp kết cấu ao đường bên trên đây, vào đây và trọng lượng riêng bê tông trung vật nhỏ hạt thô hạt trung phôi đa dọc đây, đây có trọng lượng đây xoắn cuối mà cái ba lát thì 22,5 200 một thai. Còn đối với bê tông nhựa thì asphalt này nó phủ asphalt 22,5. Bê tông thì có thể chúng ta chọn vào đây 24,5 hoặc 25. Đấy, còn bề rộng đây hồi nãy chúng ta chưa thấy bề rộng thì chúng ta xem đây. Bề rộng đây có đối với cái độ này thì có 2 tấm. Tôi đặt 2 tấm 9,47, 2 tấm đều kích thước giống nhau và khoảng các khe hở ở đây đổ liền một tấm thì nó vừa rộng quá lớn, mà đây nó cũng đây là người ta đóng cửa cho nhiệt độ các có giá khi nhiệt độ tăng này, nhiệt độ tăng giảm này. Hai tấm với kích thước giống nhau và một cốt thép đều giống nhau hết. 19,47 mét. Đây khi nhập các kích thước vào thì thấy chúng ta đây tùy thuộc vào cấp đường có 4, cấp 5 và cấp 6 thì chọn cấp 5 cấp 6 thì chọn 0,65 hoặc 0,5 này. Nếu đường cấp thấp thì sẽ thiết kế hòa tải là 0,65 hoặc 0,5 này. Thì chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn thì các thông số ở đây và thông số bên này cũng đều này theo cái thông số đấy. Cái chọn vào đây là đây trường hợp xe này với vận tải HL93 thì ok, HL93. Theo nhập số liệu thì chúng ta chọn đây là bê tông bao nhiêu, bê tông B20 thì chúng ta đây B20 hoặc B25, ở đây thì chúng ta chọn B20 thì nó sẽ ra thông số này thì nó tự tra cho chúng ta không cần phải nhập vào. Nếu người ta chọn bê tông đấy thì nó sẽ tự tra chúng ta đây và thông số EC nó tự tính toán ra chúng ta bằng công thức ở trong công thức này tiêu chuẩn 1823/2017 442/4.5 tiêu chuẩn. Đây là lớp bê tông bảo vệ 50. Đây là nhập thông số của thép. Cốt thép với ép cường độ công suất lúc tải 400 và 1 vun hạt hồi. Cốt thép chúng ta quan tâm hai thông số này. Y và SPS. Tiếp theo là nguyên tắc tính toán. Thì đây thì như mô hình tính toán chúng ta đã bên kia. Thì chúng ta sẽ tính toán bằng phần mềm MIDAS. Đây tải trọng gồm tải trọng bản thân và tải trọng vật liệu đắp áo đường và hỏa tải. 123 đây tổ hợp 1,25 1,5 1,75 tương đương với trường sử dụng 111 thì để tải trọng đây tải trọng lớp phủ tính nông tàng từ phụ thuộc nông tàng nhập bên kia thì đối với DC thì phần mềm nó tự tính và hạt tải chúng ta sẽ sử dụng phần mềm biến đát để tính toán. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến biến đát, đây là mình đã mô hình trước và tiếp theo đây thì mình sẽ sau kết quả chúng ta lát nữa thì mình sẽ mô hình lại video, mình sẽ mô hình lại từ đầu chúng ta thì đây là bảng tọa độ chúng ta và chúng ta sẽ xem một số thông số thì với các cái kích thước nhập bên kia thì chúng ta sẽ đây mô hình ở đây thì tăng trường hợp 1 là chúng ta thấy. Đấy, mô hình tính toán ở đây trường hợp 1 này, đây gối đàn hồi và đây gối cố định thì đây gối đàn hồi chúng ta sẽ hiện cái số đàn hồi lên đít này đây. Chúng ta có gối đàn hồi đây thì đối với gối đàn hồi ở đây thì nó đã đặt ở dưới này hoặc trên này thì đấy chúng ta đặt một cách là section, chúng ta đặt đây chúng ta đặt center bottom thì vị trí gối đàn hồi dưới thì trường hợp này có thể center bottom thì nó ngược lại chúng ta. Thì đây chúng ta thấy cuối đàn hồi đây thì nó đặt ở dưới này thì, tuy nhiên khi mô hình bằng phần mềm lát thì chúng ta thấy là gối đàn hồi ở đây với đây thì nó đối với cái mô hình hình dáng thì đây nó chỉ mô hình hình dáng chúng ta thấy đấy, đây là mô hình vì chúng ta mô hình với cái hình dáng giống thực tế này, mục đích là tính khối lượng của chúng ta, còn nữa đây là sơ đồ tính toán nó vẫn chỉ là thanh phẳng đây, cho nên là ta thấy cuối đàn hồi ở đây và dưới này không khác gì nhau. Tiếp theo đấy là cuối đàn hồi của tên bố, chúng ta thấy đối với tên bố là nó tên bố ở đây, đối tên bố ở đây vị trí đây, vị trí này cách đây là không đây ta có thông số đây. Đây, vị trí này là 0,14, đây mình thích chia là 0,3 trừ 0,2 này, trong thông số này chia 2 này, đây từ đây đến đây là 0, cách 0,14 đây ta thấy đây, tim là tim của đoạn này, tim nối là tim của đoạn này, thay nó rồi đi múa đoạn vị trí này. Thì từ đây cách đoạn này 0,14 này là cách 0,14. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đây là DC tức là trọng lượng bản thân, nó sẽ tính trọng lượng bản thân chúng ta nhập đây thông số vật liệu, chúng ta sẽ xem thông số vật liệu đây bê tông nhập đây E thì chúng ta sẽ copy từ bên này ra, copy từ đây ra, copy từ đây và dán vào đây, nhân 3 123 đây có em chúng ta 0,2, cái này thì có 1/17 em trừ 5 trong đường riêng của bê tông 25, chúng ta chọn 25 chúng ta sẽ nhập 25, ok. tiếp theo. Đây là mặt cáp, các mặt cáp thì chúng ta khai báo các mặt cáp như vô thông số bên này, các mặt cáp của tôi chọn này, đây 0,3 9,47, đây 0,5 0,7, đoạn này bên bát thì mình chúng mình đang lại sau. Bây giờ chúng ta sẽ sâu kết quả nhé. Thì ở đây có DVK, chúng ta hiện DVK lên này đất phù và vận tải. Vận tải đây chúng ta phải báo là vận tải này, các lời 93 này. Đấy, trong win tức là nó cho xe chạy đây, nó xếp trường hợp vận tải nhé, bất lợi nhất. Kết quả ta có conversion, chúng ta cường độ mua xe bắt được khai trục, lấy cho mắc hai trường hợp này và sử dụng xe trục khai trục lấy mắc đây một lúc và hai trường hợp này. Ok, ta sẽ số kết quả tính toán F5. Thì sau khi chúng ta tính toán, ta sẽ nhập kết quả vào đây. Thì mình thế nào thì mình đã nhập xong số vào đây trước rồi. Đây thì có các mặt cắt đây, một mặt cắt trên gối, hai mặt cắt giữa nhịp thì cho moment trên gối cho lực cắt lớn nhất, giữa nhịp cho lực moment lớn môn dương lớn nhất và cắt 1,557, tức là vị trí cắt đây. Đây là vị trí D về cắt bằng hay chúng ta nhập khoảng cách này, S thì cách cái đoạn này, cái đoạn này một đoạn bằng S bằng 1,557, đoạn này từ đây đây từ đây đây 1,557 thì nó sẽ cho moment âm lớn nhất 1,557. Đoạn này một cách này tại đây sẽ cho moment âm lớn nhất. Ta sẽ nhập 3 thông số này, 3 cái mặt tương đối giữa nhịp và đoạn là trong bên âm lớn nhất. Đây đây thì kết quả tính toán là chúng ta sẽ ghi sâu moment chuột phải vào đây fork pin rồi đấy. Chúng ta sẽ chọn trường hợp trong cbon cử độ 13, ta chọn mi và lưu legend này low field F. Chúng ta sẽ mở member on kickbox by number. I made mark on ABS master giá trị tuyệt đối lớn nhất này 55. Đấy, chúng ta lấy giá trị trực ABS max để chúng ta dễ nhìn hơn, tập số nó đỡ phức tạp hơn ra. Thì chúng ta có cái thức đây là cường độ một moment thì chúng ta sẽ nhập xem moment lớn nhất đây là 844,27 thì nó tương ứng với vị trí màu đỏ này là môn dương lớn nhất là giữa nhịp 844,3. Đây chúng ta nhập 844,3 đây. Giữa nhịp mình dừng nhất giữa nhịp. Thế còn trên gối chúng ta xem trên gối âm 140 đây và cách cái đoạn S bằng 1,557 chúng ta chỉ vào đây 1,557 thì có thông số 579,3 âm 579,3 577. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem moment âm lớn nhất chúng ta. Moment âm thì lại 1,577 nhé. Thì đây có moment âm lớn nhất đây năm từ âm 577 79,3. Chúng ta có môn âm 579,3 môn âm lớn nhất. Hiện tại vùng khoảng 57 này môn âm lớn nhất. Đấy, đây vào vị trí chúng ta cần xét trên gối giữ nhịp vào vị trí có môn âm lớn nhất. Tiếp theo là có vế mắc trên gối sẽ mắc. Ta sẽ chọn F, F. Chúng ta chọn F thì ta có trên gối sẽ lớn nhất. Đây 1360,7 nhập vào đây. Giữ nhịp thì chúng ta chọn giá trị lớn nhất. Đây 674,2 đi, chúng ta sẽ chọn giá trị lớn nhất 674,2 âm 674,2 và chữ F157 157 ta chỉ vào đây nó xem 1,577 577 thôi. Đây thì giá trị nó là 406,1 nhập 4. Nhập giá trị lớn nhất của nó ở đây âm 677,3 667,3. Chúng ta 667,3 ta sẽ lấy giá trị lớn nhất, dịch tuyệt đối là dương nhất, dương có âm này. Đây thì đây dương 392 400 thì nó nhỏ, và đây âm thì nó lớn hơn, và đây thì tuyệt đối lớn hơn, nhập vào đây. Tiếp theo n mắc chúng ta chọn fx đây là mắc chúng ta nhập vào đây các thông số 381 đây. Chúng ta xem đến này chúng ta chọn thông số lớn nhất của nó này 67,4 tại 1,577 157 thì 66,7 âm 66,7 đây. Tiếp theo từ hữu mở sử dụng thì chúng ta không chọn, và tương tự như mở cường độ thì chúng ta xem được symbol sử dụng. Đấy, symbol sử dụng ta chọn tương tự thì giá trị nó cũng nó sẽ nhỏ hơn thường các vị trí cũng tương tự thôi. Chúng ta xem tương tự, ví dụ đây chúng ta xem tương tự mi lớn nhất là 55,75 này 55,75 này đây 55,3. Đây chính là nguyên âm tại 1,577 thì nguyên âm nữa vẫn lớn nhất. Nguyên âm là 21,83 và 21,83 ok. Đây 21,83 này thì như vơ mắc vào nơ mắc thì chúng ta cũng tương tự nhập. Tiếp theo chúng ta khi nhập thông số đấy thì sang này tính toán là kiểm tra chúng ta thứ nhất là kiểm tra về tính theo cường độ này, kháng uốn này, sức kháng uốn này, kiểm tra sức kháng uốn này. Chúng ta nhập đây thông số nhập bên kia thì nó lót sang chúng ta bên này. Thì đây chúng ta ví dụ như đây chúng ta chọn một thanh thôi nhé, chúng ta không chỉ chọn một loại thanh là phi 16 thôi. Đây chúng ta ví dụ chúng ta chọn bố trí thân thanh 14 mấy thanh nữa thì chúng ta nhập vào đây. Còn không chúng ta bố trí một cái phi 16 thôi, chúng ta nhập vào đây. Và cần thiết chúng ta in ra thì chúng ta đánh mét vào đây, mét. Đây chúng ta trường hợp chúng ta nhập một thanh chiều cao thì nó linh ra từ kích thước kia, nó linh thanh chúng ta chỉ kiểm tra 3 trường hợp thôi. Chúng ta sẽ ẩn trường hợp này, chúng ta không được xóa. Ví dụ bên này nó có, ví dụ như bên này thì nó sẽ có cái thông số chúng ta đây, bên này có là các thông số nội phi thì các bạn thường các bạn nên ẩn. Nếu xóa thì nếu các bạn xóa thì nó ảnh hưởng đến cái thông số nội phi của bảng Excel, thì nó sẽ làm cho bảng Excel chúng ta tính toán nó sẽ bị lỗi, tức là các một số chỗ thông số nó bị lỗi nên không hiện được ra số chúng ta ẩn đi. Ba trường hợp chúng ta sẽ đạt thì và chúng ta có nhập 3 trường hợp và chúng ta có rất kháng 0,9 đường cho các vị chữ uốn là 0,9 và khác là 0,9 ok. Ta nhập một cái thép bố trí vào đây thì chúng ta thấy Trong cái trường hợp này chúng ta thấy đây, lớp dưới là ở đây chúng ta sẽ cắt, đây là trên gối thì mô men âm thì bố trí cốt thép ở trên này, chưa được trên này thì đây là phi 16, đây là phi 16 chúng ta thấy đây, phi 16 và khoảng cách đây là chúng ta thấy khoảng cách nó là 20, phi 16 20 thì với bề rộng đấy, với bề rộng đây chúng ta có thông số cái gì chia một đấy, chúng ta có với bề thông số đến đây là mình tính từ tính nha, còn không các bạn tính toán nào tự nhập vào nhé. Đây thông số này thì bề rộng đây, bề rộng chia một trừ cho thông số lớp bảo vệ nhân 2 mình chia cho 0,2, đây khoảng cách này khoảng cách là 200, khoảng cách 20 cm cộng 1 là số kính thép, số kính thép nhập đường kính phi 16 17, nhập vào đây chúng ta sẽ kiểm tra ok. Đây 10 rồi chưa, 1 u là 5,8 ok. Tiếp theo giữa nhịp, chúng ta có moment đây rồi chúng ta sẽ nhập nhịp, chúng ta thấy trong số này chúng ta thấy thép đây là D20 dưới, có thép được dưới D20 khoảng cách là vẫn là cũng 20. Đây ta thấy đây là mặt thép này, mặt thép DD và CC này, ta thấy CC là lớp trên, mưa là âm, DD là lớp dưới trịnh Đông Dương. Đây 20 này, 20 47, nói chung là khoảng cách 20 chúng ta sẽ bằng bên kia luôn, bề rộng tương nhau, nước bảo vệ như nhau rồi. Ok thì kiểm tra vừa rồi trên MU là sức kháng của bóng kia, nội lực gây ra, moment gây ra thì nó lớn hơn. Ok 36 moment âm tại lớn nhất, đây là một trường hợp moment âm lớn nhất. Đây là 16 17 từ từ lên một âm lớn nhất đây, chúng ta âm lớn nhất đây, một âm này tại vị trí này, tại vị trí này thì bố trí thép rồi này, bố trí thép là cung là phi 16 và A20 16 A20 ok 1,3 ok. Tiếp theo là kiểm tra về lượng của thép tối đa, ok, các tối thiểu, ok, đây không có trong tả. Tiếp theo là kiểm tra về cường độ kháng cắt này, sức kháng cắt này, sức kháng cắt đây không có, thông số này không có, chúng ta có thể xóa đi, cắt đi đến chỗ này. Đấy, chúng ta sẽ sức cường cắt thì đầu tiên để kiểm tra sức cắt này chúng ta sẽ đi xuống như này, chúng ta sẽ nhập cái đường kính của ta vào đây, trong cái này cũng không có, không tạo đi tự điều này tiếp theo. Chúng tôi sẽ kiểm tra sự căng cắt thì chúng ta sẽ nhập để có thông số vào đây, nhập đường kính của thép, chữ cắt, hàng cắt đây thì kiểm tra theo hai điều kiện này, điều kiện thứ nhất, điều kiện và điều kiện thứ hai, cả hai điều kiện này đảm bảo thì đường kính cắt chúng ta sẽ ok. Đấy là đây hàng cắt điều kiện này, điều kiện này và số khác theo điều kiện này. Đây điều 84 T434 phần 5 của 14823/2017. Đây là cấu trúc 59 tăng 58%. Đây, các con số công thức bao nhiêu, trang bao nhiêu, phần mấy của tiêu chuẩn 11823/2017. Thì các kiểm tra cho hai điều kiện này, thì đây chúng ta nhập xong số đường kính. Cái bản vẽ này chúng ta thấy ở đây thì nó không nhập cốt đai. Ở đây thì nó không bố trí cốt thép, cốt đai. Tuy nhiên trường hợp nếu trường hợp đây là không bố trí cốt đai, nhưng mà chúng ta sẽ xem một cái trường hợp là bố trí. Đây là cái bản vẽ, đây là một cái trường hợp bản vẽ trên mạng, bản vẽ bố trí trên mạng. Ta xem bản vẽ này thì nó sẽ bố trí cốt đai đây. Đây, bản vẽ này là bản vẽ một tiếng Anh đã thẩm tra bên phía Nhật Bản thiết kế. Đây, chúng ta thấy đây nó sẽ bố trí cốt thép đai với khoảng cách. Đây thì khoảng cách chúng ta xem khoảng cách 200, khoảng cách cốt đai này D16A250, D16A200, đây có thép đai là AD13A40 400. Đây bố trí cốt đai, đây cốt đai 23 thì đều là 200. Thì trường hợp chúng ta giữ bản vẽ này thì không cần bố trí cốt đai là không này. Nên là số này không thì đấy, nó không thường chúng ta không bố trí cốt đai nhé. Là thì vẫn ok, chúng ta làm rõ, chúng ta hàng cắt chia cho lượng lực hàng cắt. Đây, trong số vẫn ok, đảm bảo ok nhé. Đây, không có cốt đai vẫn ok này. Đây sức hàng cắt đây là 3.000 và lượng lực thì 1.000 và 10. Đây là vẫn ok. Đây trên này đây chúng ta sẽ nhập thông số cắt, lực cắt trên này. Chúng ta thay đổi thông số như này nhé. Thì chúng ta thấy đây sức cam cắt của nó là 1.397, tăng lên 1.10 thì thông số nó sẽ tăng lên 1.403. Chúng ta nhập vào này. Đây, thì chúng ta kiểm tra đây. Đây thì các con số liên quan tính đến tính toán và chúng ta chỉ cần thay đổi con số này thôi. Đây chúng ta sẽ thay đổi con số này. Ở dưới này thì có góc nghiêng tính lại là 30,5, chúng ta sẽ 30,5. Chúng ta điểm 1 thì nó thay đổi là 30,4, 30,5 thì ok. Đây là bộ 7. Và đường 1 thì nó là 3,4 ok, 3,4 ok. Đây là tính ra sức cắt của chúng ta, kiểm tra sức cắt và cắt được là ok. Thì không cần bố trí cốt đai nó cũng ok nhé. Đây là kiểm tra kháng cắt. Tiếp theo kiểm tra kháng cắt là đều 2 trường hợp và đều là ok. Tiếp theo thì hàm lượng có thép tối đa được kiểm, thì diện tích có thép amin thì cứ đi trừ khi được quy định trong điều này, diện tích ngang có thép tiếp xúc và thỏa mãn xuyên qua mặt tiếp xúc và thỏa mãn. Tiếp theo, đai không được vượt quá khoảng cách tối đa xác định như sau. Đây, VU vẽ thì vẽ bằng 100, S max và cái này vẽ bằng 300. Thì đây trường hợp chúng ta ví dụ đai 400 thì đây nó bảo là tổng số với một số này, thì đây nó tính ra tổng số này 0,8 dB. Không phải 8 dB thì chúng ta xem dB trong số thế nào là dB chúng ta có dB là 0,8 dB là bằng 0,8 nhưng trong số này 180 đấy. Thì vào diện tích tối đa mát ở đây không được vượt quá khoảng cách tối đa đối với cấp phép, không được vượt qua khoảng cách tối đa cấp phép. Thì tới những trường hợp này thì chúng ta có trong các đoạn kê, thì đối với trường hợp này thì chúng ta thấy sự kiểm tra các bạn ok. Thì nếu các bạn muốn chúng ta thép tay với khoảng cách 180 thì điều kiện này thì cũng là ok, nhưng mà các bạn không thể điều kiện này chúng ta cũng không cần bố trí cũng được, chúng ta không cần bố trí các thép tay cũng được. Như ở đây, ở đây thì ta thấy bố trí khoảng cách là T13 và khoảng cách 400. Các trường bản vẽ này thì các thép tay ở đây không bố trí, tại đây không bố trí thép tay. Ta thấy bố trí tiếp đai với khoảng cách là 118 thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta bố trí thì chúng ta an toàn thì chúng ta có thể bố trí tiếp đai rất nhỏ, tiếp đai nó Phi 6, Phi 8 rồi đấy, chứ không cần thiết phải bố trí đến Phi 13 như đây, D13 ở A4 400 như đây, chúng ta bố trí có thép đai nhỏ. Còn không điều kiện về cái thép tối đa, cái thép đai min và mắc này chúng ta không thể bỏ qua, rồi kiểm tra các cách ok. Đây thì về tiêu chuẩn thì nó đảm bảo đầy đủ thế, nhưng mà chúng ta bố trí với khoảng 180 thì cái thép tối đa này bé hơn hết là ok. Còn điều kiện này, bố trí đã không phải bố trí, các bạn nên bố trí có thép đai không? Thì điều kiện này nó bảo nên bố trí cái điều kiện này, cái này lớn hơn thông số này thì nó bảo nên bố trí hút đai. Đấy, nó bảo hãy bố trí hút đai chúng ta. Thì đấy kiểu vùng đỏ có hút đai ngang thì nó bảo hãy bố trí hút đai. Nó bảo nên, hãy nên bố trí hút đai theo tiêu chuẩn 118/2017, nó bảo nên bố trí hút đai. Mà đây chúng ta không bố trí, chúng ta bố trí hút 1/10 đấy, đây là với tự động này chúng ta cứ bố trí 1/10 đi thì nó nếu bố trí được thì đã bố trí là nó ok. Đây khoảng cách có thép đai chúng ta đấy, cứ đi có thép đai đấy 180 thì nó đây nó ok. Thì tiếp theo là phải đặt nó nứt ở đây thì từ thời hạn sử dụng này. Thì ta nhập sang trạng thái dân dụng hết này, MVN Max hết để nó kiểm tra chúng ta. Đây thì linh sang có thông số chúng ta nhập đây, nhập thì nó linh ra hết. và kiểm tra chúng ta là cái khoảng cách, tức là khoảng cách mắc và các thép chịu lực đây, tức là khoảng cách nó ở cái thép phân bố trên hai bề mặt này, nên cái thép chịu lực phân bố để đảm bảo thống nhất đấy, thì cái thép này nó khoảng cách rồi. Thì đối với trên gối thì khoảng cách nó 2000, nó bé hơn 2000, từ 2 mét, đây là 2 mét, thì khoảng cách chúng ta lấy đang bố trí là 200. Tiền mẫu thì chúng ta bố trí thay, chúng ta bố trí lưới có thép đây thì nó là 20, đây là 200 và đây là 250. Đấy, nó bé hơn 2 mét là ok đó. Tương tự chữ nhịp nó bé hơn 433 thì cũng ok. Để chúng ta chữ nhịp chúng ta bố trí vấn bằng cách là 200, đây là 250, nó cũng ok. Tương tự với khoảng cách này nó bố trí đây là ok, khoảng cách 200. Đây vị trí này thì bố trí khoảng cách 200, 250 ok. Thì đấy, đấy là kiểm tra cốt thép. Còn tiếp theo là nó sẽ đi kiểm tra về đầu võng. Đầu võng ở đây thì nó đánh giá, ví dụ như đây là chúng ta đang mô hình đối với trường hợp của này, đối với sơ đồ tính toán này, thì với sơ đồ tính toán này thì đầu võng rất nhỏ hơn sơ đồ tính toán này. Chúng ta sẽ giả sử chúng ta sẽ đưa về cái sơ đồ tính võng và chúng ta sơ đồ trường hợp 3 đi, trường hợp mắc đi, đầu võng với mắc lớn nhất thì đây theo tiêu chuẩn đây, các số số đây thì sẽ tính ra đầu võng cho chúng ta. Đấy theo tiêu chuẩn 18, 23, 2017 trang mấy phần 200 này thì đầu võng bé hơn đầu võng này. Đấy, lời nhịp của đầu võng tiêu hạn này 4,86. Đầu võng cho một xe vận tải đây. Đầu võng do tập thể là tại trong là nó 25%, thì đây có đầu võng rất nhỏ, đây đầu võng lớn nhất, đây là 2 giá trị lớn nhất, bé hơn đầu võng thứ hai. Ok, thì chúng ta có thể xem đầu võng vào cái mô hình muối Midas, chúng ta xem những một trạng vào, chúng ta xem bây giờ trạng thái giới hạn, chúng ta sẽ chọn đầu võng ta vào, chúng ta đi for chúng ta xem click cái file đi form, đi form đi form shape, đi form contour. Đây thì chúng ta vào đi sắp xếp chẳng hạn, vào shape 4 đã sử dụng. Thì từ võng thì chúng ta sẽ dùng với trạng thái sử dụng, còn chúng ta có thép chúng ta sẽ sử dụng với trạng thái giới hạn, đó là cường độ 1. Đây chúng ta xem đi vào, ta sẽ cách 3D là đi, tôi xem được võng đây không âm 009 này, để Z này, để X 01 này, DI này, DI 0001 này, DZ này, âm 0009 thì ta được võng. Ta sẽ xem mô hình default, default. Đấy chúng ta xem được võng nó. Mình còn DXYZ, tổng hợp của 3 đây. Y Z thì chúng ta xem một phóng lớn nhất của nó đây là 0 này. Đây chúng ta xem một phóng, chúng ta sẽ đi Z này. Đi Z là âm, đi Y chữ X. Từ vọng thì chúng ta xem DZ nha. DZ này chúng ta xem này. Thế đây. Âm không về. Không về, âm không về. Âm không về. 0,14. Thì đối với trường hợp này thì nó trường hợp suy trục thì ở đây đây là 25 tại tổng làn này, như vòng tại tổng làn 25 xe xung kích này, đây là chỉ một tại xe thì đầu võng tính ra trường ở đây thì nó hiện tổng số là lớn, đây là 0,01 này thì nó là 1,1 m thì nó là 10 mm, đây là 0,14 thì nó là 14 mm, thì đây là nó tính trường hợp tải trọng là xe tải mắc của xe tải cộng tải trọng làn cộng tải trọng lớp phủ, nó tính tổng hết. Còn đối với trường hợp chúng ta đây chỉ tính toán với một xe tải thiết kế hoặc là kết quả 25% của xe tải thiết kế cùng với tải trọng làn thiết kế thôi, nhưng ngoài trong mô hình chúng ta thì nó lớn chặt đến lớn bởi vì nó mô hình mắc hết, nó lấy toàn bộ tải trọng nó cho vào đây thì nó có tải trọng nó lớn. Còn chúng ta kiểm tra thì chúng ta sẽ chuẩn bị trường hợp này, đây tính toán đây. Đây thì chúng ta là ok, vậy là tiếp theo video, ở video tiếp theo thì mình sẽ đi mô hình kia bảng khóa độ này ở cái đáp này, chúng ta xem quá trình mô hình nhé. Thì đây là phần B kiểm toán xong các kia sẽ kiểm toán xong bảng khóa độ của chúng ta. Thì với việc bố trí cốt thép như này và bản vẽ này thì là ok. Chúng ta thấy đây. Bản vẽ chính của nó đây. Đây là bản vẽ trong quá có độ chiều dài 5 m trên 4. Để cấu tạo này, cấu tạo của cốt thép đây. Trở lại trở dài khối lượng bằng độ một bảng khóa độ đây, bố trí bảng khóa độ sẽ liên kết vào đây, thì bộ đây liên kết vào đây thì chúng ta xem nó như là một khối cố định này, không cho chuẩn bị để x này để có một thanh thép thì nó cắm vào cắm bằng bố và nó liên kết vào đây để chờ các thanh chờ này nó liên kết với bảng khóa độ này, anh có thêm một cái xoắn này có thành cái tập xoắn, một thành cái tập đạn thẳng vào trong tập xoắn vào đây, thép là so tốt nghèo, đây là chi tiết nó liên kết giữa bố và có thép bản và độ. Đây là đá dăm đệm, tại vị trí này bố trí đá dăm đệm 30 cm này. Okay. Đây là cấu tạo thành này, kích thước thành này, đây bố trí thép vào. Ok, vậy là mình được trình bày xong cái video tính toán cái bảng khóa độ, tính toán cốt thép, kiểm tra nứt, kiểm tra cắt, kiểm tra độ vòng là ok. Thì các bạn cần thì mình sẽ để lại thông tin liên hệ ở dưới video, dưới phần mô tả của video để các bạn biết. Ok.